Giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người chán trung thân đêm đen trong chốn ngục sâu. Chết trong tù một ngày không xa, trên quê hương ta đổi mới tươi màu, bằng vạn lời ca ca vang bao xa hai tiếng tự do, người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha nung chín tay trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào, đời lạnh đanh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn, ngày tự do quê hương mòn mỏi ngắm, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất,
dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng, nơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sống nuôi đợi. Chỉ tiếng bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường,
quên thân mình, ngày ngày chung lo việc riêng. Một giờ thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho mọi người tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui non, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân anh hùng cứu mình dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui non, xóa Việt Nam đào minh quân xây cờ đồ một phiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp miền cầu, anh dương lên soi sáng khắp miền cầu, anh dương lên soi sáng khắp miền cầu. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho ta nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam gác trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, tiếng xích loài cộng nô. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngần ngang, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngần ngang, dân không có tự do, người không có quyền. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho ta nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam gác trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, lại Việt Nam phá tan diện tích loài cộng nô. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống ngần ngang, dân không có tự do, người không có nhân quyền.
ấm no cho dân ta hết một đời lòng than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông. Thank you.
anh hùng cứu nguy dân Việt. Quên thân mình, ngày ngày chung lo việc lương. Một lời thề dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi. Anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc lương. Một lời thề dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Xóa Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi. Anh đưa lên soi sáng khắp địa cầu. Anh đưa lên soi sáng Trân trọng kính chào đồng bào, chào tất cả quý vị đại biểu, quý giới chức thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Chúng tôi dù rất là bận bịu công việc nhưng xin phép văn phòng thường trực sẽ có đôi lòng tâm tư để trò chuyện cùng đồng bào vì những chuyển biến gần đây đã ảnh hưởng đến một số quý vị giới chức đồng nhiệm cũng như một số anh chị em trẻ trên cộng đồng mạng. Đó là việc phân định cái vai trò của Nam Cộng và Bắc Cộng. Kính thưa đồng bào, kính thưa tất cả anh chị em cùng các bạn trẻ thân mến, Bắc Cộng là do Hồ Chí Minh, tức là Nguyễn Sinh Cung giả dạng. Tên thật của y là Siêu Công Lĩnh, con của Siêu Công Quán, là một thổ phỉ người Tàu sinh quán tại Vân Nam. Một dịp nào đó chúng tôi sẽ hân hạnh trình bày rất rõ về cái lý lịch của tên Hồ Chí Minh mà chúng ta đã hân hạnh cùng với đồng bào Việt Nam và những nhà ái quốc đánh bại cái âm mưu của Tàu Cộng, có nghĩa là của Việt Cộng và Tàu Cộng tại Liên Hiệp Quốc, tức là tại Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc, tên gọi là UNESCO, ngày 15 tháng 9 năm 1990. Nhân dịp bọn Việt Cộng, tức là Cộng sản Việt Nam, nộp đơn xin Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới vào sinh nhật thứ 100 giả của y, tức là vào ngày 19 tháng 5 1889, 100 năm sau, tức là ngày 19
tháng 5 1989. Đáng lẽ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng có một chiến thắng rất là to lớn, nhưng tiếc thay chúng nó đã bị chúng ta đánh bại. Hôm nay tôi chỉ phân biệt cho diễn đàn một số cái khác biệt giữa Nam Cộng và Bắc Cộng. Vì hiện nay có một số tu sĩ hoặc là một số anh chị em trẻ vì chưa có thể nhận thức một cách rõ rệt sự khác biệt giữa Bắc Cộng và Nam Cộng, cho nên có sự lầm lẫn. Nam Cộng là con đẻ của Bắc Cộng, mà Bắc Cộng là con đẻ, là tay sai của Trung Cộng. Nhưng mà Bắc Cộng và Nam Cộng khác nhau như thế nào? Bắc Cộng thì trước năm 1975 chưa dám lộ rõ hình ảnh, lộ rõ thân phận để mà đem cái âm mưu Tàu Cộng khống chế, chiếm hữu cái đất nước Việt Nam chúng ta, mong biến đất nước chúng ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Do đó chúng phải dựng lên một tay sai, một cánh tay trá hình, tên gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng trong tất cả các thủ tục chính trị quốc tế thì Mặt trận Giải phóng miền Nam không thể được tham dự các cái cuộc thảo luận về tình hình của đất nước. Do đó Mặt trận Giải phóng miền Nam phải đẻ ra một cái tên gọi, một cái danh xưng là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó cũng là một thứ con đẻ của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Mà Mặt trận Giải phóng miền Nam, tức là Nam Cộng, lại là công cụ, là tay sai của Bắc Cộng. Mà Bắc Cộng thì là công cụ, là con đẻ của Tàu Cộng. Như vậy thì anh chị em sẽ thấy được cái hệ thống Cộng sản đến Việt Nam theo từng lớp và từng giai đoạn và từng thời kỳ. Và chúng nó đổi nhiều cái hình thức như con tắc kè để mà có thể tồn tại trong cuộc tranh giành quyền lực và chiếm hữu cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bọn Tàu Cộng đẻ ra bọn Bắc Cộng. Do đó bọn Bắc Cộng hiện nay do tên Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Chúng nó phải theo cái lộ trình do Tàu Cộng vẽ ra. Cho nên dưới hình thức là nhà cầm quyền của nước Việt Nam thì Bắc Cộng có ưu thế mạnh mẽ và có chính danh hơn là Nam Cộng trên diễn đàn quốc tế cũng như trên cái tình hình chính trị quốc tế. Nhưng mà cách thức của Bắc Cộng tuy thâm độc về cai trị, nhưng chúng cai trị có kế hoạch, có thủ đoạn, nói nôm na là những tên ăn cắp và những tên ăn cướp có sách vở, có kê sạch. Còn Nam Cộng chỉ là đàn em hay nôm na là một cánh tay nối dài do Bắc Cộng đẻ ra tại miền Nam Việt Nam. Do đó chúng phải chọn lựa những thành phần rất là ngu xuẩn, dễ dạy và đầu óc hầu như là không có chữ nghĩa gì cả. Tại sao mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở điểm này? Tại lúc bấy giờ miền Nam Việt Nam chúng ta dưới sự cai trị, dưới sự thống, dưới sự điều hành của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất đã trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông. Cho tới năm 1963 thì bị đảo chánh cho nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu từ năm 1965. Nhưng đời sống của miền Nam Việt Nam tương đối là có văn hóa, có kinh tế, có giáo dục, có đạo đức, và mọi người được chung sống trong một chế độ dân chủ
tự do theo cái nền văn minh của thế giới. Còn Nam Cộng lúc bấy giờ thoát thai là Mặt trận Giải phóng miền Nam, tức là một nhóm du kích nhỏ sống dựa vào thôn xa hẻo lánh, tức là nhờ dựa vào những người dân chưa được ánh sáng văn minh đem tới rọi đến các thôn làng. Vì vậy cho nên Nam Cộng thường bao gồm những người không có được hân hạnh, không có được cái may mắn đến trường, hoặc là những người mà người bình dân gọi là lưng thì dòng trời mà mặt thì dòng đất, có nghĩa là những người lam lũ lao động không có may mắn tới trường học. Vì vậy đa số thành phần Nam Cộng đều không có chữ nghĩa. Tuy nhiên những người nông dân của chúng ta tuy không có chữ nghĩa nhiều, nhưng họ xuất phân xuất thân từ một nước có truyền thống đại hòa, có một cái truyền thống dân tộc hiếu hòa chân chính, cho nên tuy là họ không có được đến trường học nhiều, nhưng tâm hồn của họ cũng rất hiền lành và chất phác, không có tranh giành, không có hơn thua, gâu o gây gắt với nhau, không có cái máu sát đá, sắt đá, sắt giết quyết liệt như là những cái tay sai của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Trong đó cầm đầu là Lê Duẩn. Lê Duẩn được Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là một người dốt nát nhưng có võ nghệ, xuất thân từ quận Triệu Phong, Quảng Trị. Mà hiện nay những người con của Lê Duẩn có thể xác minh được điều đó. Hai người con hiện tại của Lê Duẩn gồm có Lê Trung Kiên và Lê Trung Thành. Quý vị thấy Lê Duẩn đặt tên cho những người con của mình tên là Kiên và Trung Thành, có nghĩa là y xác minh, y rất là trung kiên và trung thành với đường lối của tên giặc cỏ Hồ Chí Minh. Vì vậy Lê Duẩn đã được Hồ Chí Minh giao cho một công tác, đó là làm bằng mọi cách phải chiếm đóng cái miền Nam Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vì vậy sau khi nhận được lệnh của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn đã trở về miền Nam, tức là từ Quảng Trị đi ra Bắc nhận chỉ thị của Hồ Chí Minh, rồi trở về miền Nam chúng ta mở ra một cái lớp dạy võ tại 18 thôn Vườn Trầu. Đã anh chị em có biết 18 thôn Vườn Trầu ở đâu thì giải thích cho những người chung quanh để biết. Cái lớp dạy võ của Lê Duẩn thâu thập những thanh niên sống ngoài vòng pháp luật, ít chữ nghĩa và phải nói là những tên đầu trộm đuôi cướp, dạy cho một ít võ nghệ để đi kiếm ăn. Và từ đó là cái điểm phóng phát của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Vì vậy là Mặt trận Giải phóng miền Nam mới chính là kẻ gây ra biết bao nhiêu tội ác tại miền Nam Việt Nam chúng ta. Vì lúc bấy giờ Bắc Cộng vẫn còn núp dưới chiêu bài là vì sau khi Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì Bắc Cộng, tức là dưới danh nghĩa Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, không được xâm phạm giới tuyến của miền Nam Việt Nam do Đệ Nhất Việt Nam Cộng hòa đảm nhiệm quản lý hành chánh. Thì vì lý do phải giả dạng cho nên Bắc Cộng không có thể xuất hiện được cho đến ngày 30 tháng 4 1975 chúng mới công khai xuất hiện tại miền Nam Việt Nam. Còn trước đó miền Nam Việt Nam chúng ta là do bọn Nam Cộng, tức là bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam, mà hiện nay nhiều người đồn đãi nói đến những tên cầm đầu còn rơi sót lại như tên Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. Để tôi kể sơ cho tất cả anh chị em
và các bạn trẻ biết về tội ác của mặt trận giải phóng miền Nam, hay còn gọi là Nam Cộng, tức là tay sai của Bắc Cộng. Nam Cộng mới là người thực tế, là những người vấy máu, đâm, giết, cầm tù, sát hại, cưỡng bức, cưỡng ép và hiếp dâm tất cả những người phụ nữ Việt Nam lọt vào tay của chúng nó dưới danh từ là cán bộ hộ lý. Nam Cộng là chính là những thủ phạm trong những vụ đổi tiền. Và quý vị phải nhớ rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có nhiều người Việt Nam biết kinh nghiệm không có thể sống được với chế độ cộng sản nên đã liều thoát, vượt biển, vượt biên tìm tự do. Thì lúc mà vượt biển, vượt biên tìm tự do, chỉ có bọn Nam Cộng mới có thể biết được địa hình tại miền Nam, nên chính chúng nó là thủ phạm để đứng ra tổ chức các cái vụ vượt biên, vượt biển. Và chính bọn Nam Cộng đã vấy máu đồng bào chúng ta trong những vụ cướp giật, cầm tù những người vượt biên. Tất cả tài sản của đồng bào Việt Nam khi rời khỏi nhà là sau từ 3 ngày tới 10 ngày mà bọn Nam Cộng biết được là chúng nó ập đến và tước đoạt, chiếm cứ cái tài sản của chúng ta. Cũng như chúng ta phải biết rằng chính Trần Văn Trà là người tiếp quản Sài Gòn, là tất cả những ngôi nhà nào bỏ cho hoang, bỏ trống là sẽ bị cái nhóm của Trần Văn Trà tiếp quản. Cho dù những người chủ nhà đó có thể tạm thời lánh nạn ở những nơi khác, nhưng họ vẫn là chủ nhà. Mà tại sao Cộng sản Việt Nam có thể trực tiếp đến chiếm đoạt? Đó là những cái trò chiếm đoạt công khai do bọn Nam Cộng. Mà trong cái diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi phải đề cập đến những sự việc mà có thể những người tu hành, kể cả những người tu sĩ Phật giáo, đã vì bận thời giờ lo kinh kệ cho nên không có biết hết. Chính Nguyễn Tấn Dũng là thủ phạm giết anh hùng quốc gia, đó là sinh viên Trần Văn Bá, là một trong những nhóm cách mạng anh hùng muốn chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chính Nguyễn Tấn Dũng là người ra lệnh xử bắn Trần Văn Bá tại Thủ Đức. Cũng chính Nguyễn Tấn Dũng xuất thân chỉ là một tên không có bằng tiểu học, nhưng có học đến lớp nhất và đã khai mang là có cái trình độ trung học để nhờ những nhà hảo tâm, tôi cũng dùng chữ hảo tâm trong một kép, đưa vào trường đại học Minh Mạng, trường đại học của Hòa Hảo, nhưng mà vì y quá dốt học không được, và sau đó đã khám phá ra y cũng như Nguyễn Minh Triết sử dụng bằng giả cho nên bị đuổi ra khỏi trường đại học của Hòa Hảo. Việc này quý vị có thể hỏi người hiệu trưởng, hay gọi là bị cộng gọi là chủ nhiệm của trường đại học Hòa Hảo vẫn còn sống hồi hiện nay. Tôi hy vọng ông ta dám nói lên sự thật, người đó chính là một vị tu sĩ, là giáo gọi là hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo hiện nay, là ông Lê Phước Sang. Và cái người dẫn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết vào cái đại học đó là tiến sĩ Lê Hào Nghĩa. Cả hai người này cũng đã từng đến gặp chúng tôi tại văn phòng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, sau khi chúng tôi nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia. Sở dĩ ngày hôm nay chúng tôi phải công bố một vài cái sự kiện để cho đồng bào được sáng mắt. Chúng ta không có thể nào, trong lúc tình hình đất nước đen tối như thế này, trong lúc chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, phải có lòng với đất nước, chúng ta đều phải chung lòng
chung tâm huyết với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, thì những người nào dù vô ý thức, dù có ý thức, dù vô tình hay cố ý mà loan truyền những tin thất thiệt để làm dao động quần chúng, thì những người đó phải chịu trách nhiệm với lịch sử. Quý vị còn nhớ rằng khi cộng sản đã chiếm cái đất nước ta sau ngày 30 tháng 4 1975, thì chính Nam Cộng là bọn cho đổi tiền đã cướp giật tất cả mồ hôi nước mắt của đồng bào chúng ta. Không những chúng cướp một lần mà chúng nó cướp ba lần, cho nên đồng bào miền Nam Việt Nam đã bị trắng tay. Còn những người vượt biên, vượt biển bị chúng rượt theo, chúng làm bãi, chính bọn Nam Cộng là người tổ chức để cho vượt biên, và chính chúng nó cũng gọi nhau để cướp bóc những người vượt biên. Thậm chí những người đã được ra khơi, chúng còn rượt theo để bắn cho chết, để cướp đoạt những tài sản cuối cùng mà những đồng bào vượt biên mong muốn đem ra hải ngoại để mà coi như là vốn liếng để sinh sống. Đó là tội ác của Nam Cộng. Không những vậy, quý vị có biết khi mà Nguyễn Tấn Dũng từ một trung úy công an mà trở lên thượng tá vì do những công lao của tên Lê Dũng đóng góp trong việc giết, cướp bóc đồng bào Việt Nam chúng ta. Đặc biệt nhất là chính Lê Dũng là người chỉ huy cái toán công an lên tới Thượng Du để triệt hạ những đồng bào người miền Thượng có thể chúng giết bằng búa. Quý vị có nhớ là chính Lê Dũng là người ra lệnh dùng búa để chặt, để chém, để đánh và đồng bào người miền Thượng của chúng ta. Sở dĩ tên Lê Dũng được thưởng, được tưởng thưởng và mau thăng cấp từ trung tá, từ trung úy đến trung tá, và từ trung tá để trở nên là một cán bộ trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, và sau này được Phan Văn Khải đề bạt để làm thủ tướng để thay thế cho Phan Văn Khải, là vì tội ác của Lê Dũng trong việc cướp bóc tài sản của người miền Nam để dâng hiến cho miền Bắc. Và đặc biệt khi Nguyễn Tấn Dũng chỉ huy toán công an đến tại Thượng Du, đây là theo lời tiết lộ của vị tư lệnh kháng chiến trên Thượng Du, đó là ông Năm Râu, tướng Năm Râu có nói với chúng tôi là Lê Dũng thay vì cho bắn, bắn súng thì sẽ tạo ra những tiếng nổ, và người miền Thượng rất là giỏi đi rừng có thể trốn, và các cái buôn thôn xa rất là khó truy nã. Vì vậy tên Nguyễn Tấn Dũng đã cho lệnh dùng búa để đánh vào đầu và đánh sau óc của người ta để chết. Chúng đã trảm và giết hết, kể cả đàn bà và con nít, để không có ai kịp chạy mà đi báo tin. Do đó có nhiều buôn thượng đã bị triệt gần hết, không còn người nào sống sót dưới cái bàn tay bạo ác của Nguyễn Tấn Dũng nha. Cho nên những người nào mà còn nhận thức ấu trĩ mà nghĩ rằng Nguyễn Tấn Dũng có thể trở nên một người tốt lành, thì xin thưa, tôi nghĩ rằng chính phủ chúng ta đã nhân đạo và độ lượng đủ để đưa ra cái chủ trương đường lối là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, là đã trở nên một đảng như Nguyễn Tấn Dũng, một tên đầu nậu như Nguyễn Tấn Dũng mà trở nên một con người Việt chân chính, thì y phải đi vào những cái lớp dạy dỗ huấn luyện của những nhà tu sĩ từ ái, có tấm lòng, có đạo pháp, và dưới sự giáo dục của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như quý vị bắt một con cọp tự nhiên trở nên hung bạo, tấn công, giết cả những người huấn luyện cho chúng nó, thì quý vị hãy nghĩ tới những lời nói, những suy nghĩ rất là ấu trĩ trẻ con của những người tu hành, nói rằng Nguyễn Tấn Dũng là có thể cải tà quy chính một cách dễ dàng.
Thật sự có nhiều anh chị em trẻ vì lòng hâm mộ đạo giáo, nhưng mà tôi khuyên các anh chị em trẻ nhớ rằng chiếc áo không làm nên nhà tu nhé. Mà vả lại, những bậc tu hành cao thâm đạo hạnh thì đâu có thời giờ gì để nghiên cứu về chính trị, đừng có nói là biết rành về chính trị. Không có đủ giờ để nghiên cứu về chính trị thì làm sao để hiểu được chính trị. Thậm chí có một anh sư, một vị sư đã nói rằng chính phủ Mỹ ủng hộ cho Nguyễn Tấn Dũng. Để chúng tôi ngồi và chúng tôi ngồi với những người Mỹ và chúng tôi buồn cười là vì không biết cái anh sư này ảnh quen cái người nào của nước Mỹ, mà ngay cả việc mà anh rất là thân với tổng thống Donald Trump cũng không thể là một vài câu nói của tổng thống Donald Trump mà có thể nói là tượng trưng cho chính sách của Hoa Kỳ đó. Nếu mà anh chị em còn nhớ là cái anh sư này đã từng, vị sư này đã từng dắt rất là nhiều đệ tử đến Washington nhưng chẳng ai tiếp kiến anh ta cả. Cho nên chúng ta tuy có lòng mộ đạo và tôn kính cái áo cà sa, nhưng đừng có nên vì vậy mà chúng ta đã bị dẫn dắt những con đường suy nghĩ lệch lạc. Khi mà phát biểu tới đây thì chúng tôi thật sự nghĩ mà thương cho tất cả anh chị em giới trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những anh chị em trẻ sinh ra sau ngày 30 tháng 4 1975. Tại vì nếu những anh chị em trẻ sinh ra sau ngày 30 tháng 4 1975 là đất nước của chúng ta đã bị Cộng sản xâm chiếm, họ hoàn toàn sống dưới một chế độ bạo nghịch, tàn ác, đầy thủ đoạn bịp bợm của Cộng sản Việt Nam, thì làm sao họ có thể mở mắt ra được. Ngay cả trong cái lối giáo dục nhồi sọ bắt mọi người phải học cái lý lịch của tên biệt, tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh, như chúng ta đã thấy đó, từ miền Nam ra tới miền Bắc sau ngày 30 tháng 4 75 là đã bị một cái sự giáo dục, dưới cái sự giáo dục cai trị của Cộng sản Việt Nam có tính cách nhồi sọ để mọi người sẽ không biết không hiểu gì về Việt Nam Cộng Hòa. Do đó đối với những anh chị em trẻ như vậy, chúng tôi lấy làm cảm thông và tha thứ, rất mong mỏi có dịp được tâm sự nói chuyện cùng các anh chị em bạn trẻ đó để cho họ hiểu được những sự thật về lịch sử đã bị Cộng sản Việt Nam, tức là Bắc Cộng và Nam Cộng giấu giếm người dân Việt Nam bấy lâu nay, để bắt buộc người dân Việt Nam chúng ta phải cúi đầu tuân theo sự giáo dục, tuân theo mệnh lệnh của Bắc Cộng và Tàu và Nam Cộng. Nhưng mà anh chị em phải nhớ rằng sau ngày 30 tháng 4 1975 thì bọn Nam Cộng chỉ như ngọn lửa phừng lên rồi tắt, vì chúng sẽ bị bọn Bắc Cộng ném vào sọt rác như những trái chanh đã vắt hết nước. Nhưng bọn Nam Cộng cũng đủ trí khôn để chúng nó giả làm thuyền nhân, giả làm những người vượt biên để theo đoàn người tị nạn vào các trại tị nạn được Liên Hiệp Quốc quốc tế can thiệp, sống trong các vùng tạm gọi là đệ tam quốc gia để chuẩn bị đưa đi các cái nước khác, nước tự do và văn minh. Và hiện nay sau 44 năm là bọn chúng đã trở nên những con người hiện nay có thể rất là thành danh trong cái cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Chúng có thể đã trở thành những bác sĩ, những luật sư, những kỹ sư, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là bằng cấp khoa học kỹ thuật, nhưng tâm tư của chúng nó, tấm lòng của chúng nó, đầu óc của chúng nó hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi bọn Cộng sản Việt Nam ngay từ trong gia đình.
Cho nên chỉ có một thiểu số rất ít là có thể thoát được cái đầu độc này, thoát được sự tẩy não của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Còn riêng các anh chị em của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thì sao? Sau năm 1975, cha mẹ của họ là những thành phần gọi là ngụy quân, ngụy quyền, bị vào các trại học tập, trại tù khổ sai, được mở ra từ Bắc đến Nam Việt Nam. Cho nên, chỉ còn lại một người thông thường là người mẹ phải buôn bán tảo tần rất là khó khăn để lo cho miệng ăn, còn thêm cái cặp mắt cú vọ, cái luật pháp đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Cho nên cuối cùng đành phải dắt con thơ trốn lên những vùng sâu, vùng xa, đi những vùng kinh tế mới. Thì làm sao có đủ học thức, ai mà dạy dỗ. May là nếu có cha mẹ là những người giáo chức, may là nó có cha mẹ là những người còn cái tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa, thì cố gắng dạy con bằng tấm lòng của mình. Còn lại đa số con cháu Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta thì thất học, bị đẩy lên những vùng sâu xa, những vùng khổ sai, những vùng đầm lầy, những vùng rừng núi hoang vu để khai khẩn dưới một cái tên mỹ miều do Cộng sản Việt Nam đặt ra, đó là vùng kinh tế mới. Kinh ở đây quý vị phải hiểu là kinh khiếp, những vùng kinh khiếp mới chứ không phải là những vùng kinh tế mới nha. Cái tên của chúng tôi gọi thì quý vị cứ gọi là cái vùng kinh khiếp mới chứ đừng có gọi là vùng kinh tế mới, là tại vì những người đưa lên cái vùng này chẳng có người nào có thể làm ra kinh tế cả, mà chỉ có thể kiếm sống qua ngày. Và kể cả những vùng họ đã khai khẩn được thành công thì Cộng sản Việt Nam lại đến để đuổi họ đi, để tiếp thu cái vùng đất đó. Ngay cả Lộc Hưng là một cái điển hình, ngay tại thủ đô Sài Gòn còn bị chúng xua đuổi để chiếm cứ, thì đừng nói gì đến những vùng xa xôi không có phóng viên, không có cặp mắt quốc tế, không có ai nhìn thấy, thì bọn Nam Cộng này tha hồ mà cưỡng đoạt, cướp bóc, đàn áp đồng bào Việt Nam chúng ta. Trong lúc đó thì cái thành phần ra tại hải ngoại này cũng có là những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng anh chị em thử nghĩ xem, trong năm 1975 khi ra đến tại hải ngoại này, những anh chị em quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cần phải sinh tồn, cần phải có sự tồn tại, cần phải làm lụng, vừa học hỏi, vừa làm lụng để nuôi gia đình và nuôi cái bản thân. Cho nên khó có người nào đạt được một cái trình độ học vấn cao. Rất có ít người có thể mà an tâm đến trường học. Cho dù chính phủ Hoa Kỳ và nhiều nước tự do đã có những chương trình để giúp đỡ cho người tị nạn, nhưng các chương trình đó chỉ là những chương trình giúp đỡ để chúng ta tồn tại. Cho nên cái lớp mà được đến nước Hoa Kỳ vào thập niên 1975 phải để dành nhiều thời giờ để làm lụng vất vả, hầu có thể vươn lên có một đời sống một đời sống tương đối để tổ bản thân và gia đình được tồn tại. Và còn dư được đồng bạc nào thì họ bén vung để gửi về giúp đỡ cho bà con, anh em ruột thịt, bạn bè tại Việt Nam. Vì ai cũng biết rằng sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam thì tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bị bọn Cộng sản đối xử phân biệt, bị đàn áp, thậm chí chúng không cho sổ gia đình, không cho khẩu hộ khẩu, và thậm chí đi lãnh đồ ăn cũng không có được xếp hàng như những người bình thường mà chúng gọi là công nhân hay là người lao động. Vì tất cả các thành phần quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản đã
chụp cho cái tên là Ngụy Quân, Ngụy Quyền, cho nên con cháu gia đình của họ đã bị đầy xuống tận đáy vực của xã hội, chịu tất cả những nhục nhằn cay đắng khổ sở. Vì vậy những anh chị em ra tại hải ngoại phải cố gắng làm lụng, vừa làm lụng vừa khó nhọc đi học lấy cái sinh ngữ của mình để nuôi nấng gia đình, dạy dỗ con cái và tìm lấy một vài đồng để dành để giao lại giúp đỡ cho bà con mình còn tại trong đất nước, còn tại Việt Nam nhé. Cho nên các em, các cháu, kể cả những cái vị mà quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau hơn 40 năm, thì anh chị em phải thử nghĩ đi, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa ít nhất đi gia nhập vào đời quân ngũ là phải trên 18 tuổi, mà đến nay đã 44 năm qua rồi, thì anh chị em thử lấy 44 năm và cộng 18 tuổi có phải là trên 60 không? Thì họ đâu còn cái sức khỏe như cái thời niên thiếu, cho nên đa số có những người thì coi như là chỉ im lặng lo cho gia đình, hoặc là họ gửi thân nơi chốn tu thiền, nơi cửa Phật, hay là đi vào các cái dòng tu. Có những người thì cố làm lụng vất vả, vẫn tiếp tục đem cái sức hơi tàn ra để có được đồng nào hay đồng nấy để giúp đỡ lại con cháu còn ở tại Việt Nam. Thì lòng dạ đâu để mà giúp đỡ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, nếu chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản, đấu tranh trực diện với Cộng sản trên 30 năm như chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái khó khăn để mà tồn tại. Đừng nói và đừng hỏi rằng chính phủ đã làm gì cho chúng tôi. Dạ thưa, sự tồn tại của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa gần 30 năm nay, đó là một sự đóng góp liên lũy và tích tụ rất nhiều kiên nhẫn và tất cả những gì tận tụy mà những nhà ái quốc muốn cống hiến cho toàn dân Việt Nam và muốn cưu mang giúp đỡ các thế hệ con em để nối tiếp khai thông dòng lịch sử sinh mệnh của dân tộc. Vì vậy, vai trò những đại biểu, những giới chức trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa rất là quan trọng. Quý vị và anh chị em phải rất là cẩn trọng lời nói, đặc biệt là về tiểu sử của chính phủ, của cá nhân chúng tôi và quá trình hoạt động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa. Đừng nên để nhiều thời giờ nghe ngóng, rồi cái sự nghe ngóng đó làm chúng ta lệch lạc, suy yếu, suy kém tinh thần. Nếu anh chị em, tất cả mọi người bình tâm mà suy nghĩ, thì sẽ thấy hiện nay lực lượng nào, có ai có khả năng nào hơn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa hay chưa? Mà nếu chúng ta chưa tìm hiểu về người lãnh đạo của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và không tìm hiểu cái quá trình hoạt động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một cơ cấu hợp pháp chính danh duy nhất tại hải ngoại để trực diện đương đầu tiêu diệt chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam và ngăn chống Tàu Cộng xâm lược, thì anh chị em và quý vị tìm ở đâu một lực lượng nào? Cho chúng tôi biết đi. Nếu chưa tìm thấy được và chưa có được, thì tại sao chúng ta không dồn cái tâm huyết để giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thu ngắn cái con đường triệt hạ chế độ tà quyền Cộng sản để đem lại hạnh phúc ấm no tự do cho toàn dân Việt Nam? Vì vậy, đối với những thành phần
những anh chị em, những vị đại biểu, những giới chức thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là những người đã hy sinh tâm huyết. Ít ra họ cũng đã có nhận thức đứng đắn và hiểu về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nên mới gia nhập chính phủ. Chưa có một người nào nhận một ân huệ hay một đồng lương nào của chính phủ chúng tôi cấp phát. Do đó tôi mong mỏi toàn dân phải nhìn những đại biểu, những thành viên, những giới chức trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa bằng sự thương yêu và kính trọng, vì họ là những người có tấm lòng với đất nước, chân thành muốn cống hiến cho quê hương nha. Tuy nhiên tôi cũng khuyên tất cả những anh chị em đại biểu, quý giới chức, thành viên, đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta không nên vì cái vai trò rõ ràng, vai trò của mình trong chính phủ mà coi thường người dân. Vì chính phủ như chúng tôi xác định từ đầu được thành lập là để phục vụ cho người dân. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa là đôi giày của dân. Tôi khuyên người dân hãy thử cái đôi giày mới này đi. Vì cái đôi giày của Cộng sản thì đã cũ, đã rách nát, đã mòn rồi. Tại sao không thử cái đôi giày mới xem nó có êm chân hay không, nó êm ái hay không? Hiện nay tất cả các chương trình mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang phối hợp cùng Liên Hiệp Quốc đem đến Việt Nam là cả một cái sự đóng góp chân thành để cố gắng giúp đỡ cho những dân nghèo tại Việt Nam, những người không có cơ hội, những người không có ngước mặt lên được trong một xã hội mà chính cái mái nhà cư ngụ còn không có, thì đừng nói chi đến việc học hành hay là thuốc men khi đau ốm. Vì vậy chúng tôi bằng một tấm lòng cố gắng làm hết sức của mình để giúp đỡ phục vụ cho người dân Việt Nam. Nhân ở đây chúng tôi cũng muốn nói với tất cả đồng bào quốc dân Việt Nam để hiểu may mắn của chúng ta là chính cá nhân chúng tôi là những người đã theo dõi và hiểu Cộng sản rất là nhiều. Chính chúng tôi, quý vị phải hiểu rằng ngày hôm nay phải lên đây để nói chuyện với quý vị, để nói với quý vị để hiểu rằng không có nên tin hay nghe theo dù người đó là tu sĩ. Vì cá nhân chúng tôi khi còn đời học sinh được nhận nhiệm vụ để theo dõi những người học sinh rất là xuất sắc, rất là giỏi. Đó là Huỳnh Tấn Mẩm, là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Và Lê Văn Tư là chủ tịch Hội Học sinh Việt Nam tại Sài Gòn. Cả hai tên này dòm mặt thì rất là dễ thương, nhưng thật sự chúng nó đều là Cộng sản trá hình. Nó làm theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng một người mặc áo nhà tu hay một em sinh viên, một người trẻ tuổi mà họ chỉ làm việc bằng nhận thức đâu. Nhiều khi họ phải làm việc bằng sự chỉ đạo, bằng sự giật dây, bằng sự cầm đầu của một cơ chế đằng sau lưng. Cho nên sau ngày 30 tháng 4 1975, nhiều sự thật đã được phơi bày. Nếu trước năm 1975 mà chúng tôi nói rằng Huỳnh Tấn Mẩm là một tên rửa cộng thì lúc đó bây giờ ai cũng cười cả. Hoặc là chúng ta nói Ngô Bá Thành, luật sư Ngô Bá Thành, hoặc là chủ nhiệm báo Tia Sáng là rửa cộng thì không ai tin. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 75, sự thật đã phơi bày. Từ ni sư Quỳnh Liên cho đến Lê Quý Trung cho đến Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Văn Tư là những người mà chúng tôi đã viết báo cáo cho Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, nhưng họ vẫn còn nghi ngờ. Cho đến ngày hôm nay thì những vị nào đã làm trong cái bộ phận Cảnh sát Quốc gia phải suy nghĩ rất là nhiều nha.
Chúng ta đừng để cho cộng sản gạt chúng ta quá nhiều lần nha. Phải học cái kinh nghiệm của quá khứ, phải học lấy kinh nghiệm của quá khứ. Anh chị em có biết rằng chúng tôi đã từng có thời gian theo dõi hai ký là tư lệnh biệt động thành. Tất cả cộng sản Việt Nam ngày hôm nay có lên trên diễn đàn này sẽ hỏi lại những người thầy của mình, những người chỉ huy của mình sẽ biết Hai Trí là ai. Hai Trí là tư lệnh thành, tức là tư lệnh biệt động thành, tức là một lực lượng then chốt, lực lượng then chốt của Nam Cộng, tức là mặt trận giải phóng miền Nam, để mở đường chiếm cái miền Nam Việt Nam chúng ta, dẫn cái đám quân của Trần Văn Trà vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Nhưng trước khi chúng nó chiếm đóng Sài Gòn thì chúng nó phải tạo ra những cuộc ám sát, cướp của, giết người, thậm chí là vu oan cho những người lương thiện để bị nghi ngờ. Cái khả năng của Việt Cộng, cái thủ đoạn tàn khốc của Việt Cộng không phải là giết người, cắt đầu ba nhát, cắt cổ ba nhát, mà chính vì chúng nó tiêu diệt nhân cách của những người khác và suối bẫy nhân dân kình chống nhau. Do đó chúng tôi luôn luôn mong mỏi tất cả anh chị em, tất cả anh chị em phải cố gắng bình tâm suy nghĩ cho cặn kẽ. Các anh chị em có nhớ không, trước ngày 30 tháng 4 75 thì Cộng sản Việt Nam đã cho tên Thích Chí Quang, Hòa Thượng Thích Chí Quang, mà chúng tôi là những người theo dõi Thích Chí Quang. Thích Chí Quang là một đại tá cộng sản, tên thiệt của y là Phạm Văn Bồng, có hai anh em tại Quảng Trị mà chúng tôi phải theo dõi. Cho nên đừng bao giờ các anh chị em nói rằng mặc áo tăng bào là có thể thay thế được cửa Phật. Không phải là trọng Pháp thì phải trọng trọng y, tức là hễ trọng đạo Phật thì phải trọng người mặc y Pháp. Nếu mà chúng ta như vậy có khi bị lầm lẫn nha. Miền Nam Việt Nam do một tên rất nguy hiểm, đó là Hòa Thượng Thích Chí Quang. Và hiện nay có nhiều Hòa Thượng tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ là đệ tử của Thích Chí Quang. Thích Chí Quang là một tổ chức Cộng sản miền Nam được cài cấm để phá hoại Phật giáo Việt Nam nha. Cho nên đừng bao giờ thấy mặc áo tăng bào thì gọi vội vàng nghĩ rằng người đó, gọi người đó bằng thầy. Xin lỗi, những người đó sẽ dạy được chúng ta những gì ngoài sự gian trá nha, mượn đạo tạo đời. Còn có một, tôi có nghe dư luận nói rằng có nhiều cái tổ chức nói ông Đào Minh Quân là thuộc về Hoa Nam, phải không ạ? Anh chị em có biết rằng chúng tôi đang nộp đơn kiện Tàu cộng 36.000 tỷ đô la không? Cái Hoa Nam của cộng sản nó đối với 36.000 tỷ thì nó chỉ như cái móng tay thôi nha. Chúng tôi muốn kiện để nắm đầu những tên đầu sỏ của chúng nó. Hoa Nam chỉ là một bộ phận nhỏ của Tàu Cộng, chứ không phải Hoa Nam là cái gì ghê gớm của Tàu Cộng. Nhưng mà một số anh chị em trẻ là do Cộng sản Việt Nam hướng dẫn, cho nên đối với Cộng sản Việt Nam, hoặc dù là Nam Cộng hay Bắc Cộng, chúng nó đều là Cộng sản, là đệ tử, là cánh tay nối dài của Cộng sản Tàu. Cho nên đối với chúng nó, Hoa Nam là một cái bộ phận ghê gớm lắm. Tại bộ phận này xuất từ Tàu Cộng mà ra, tức là đã nằm trên chúng nó rồi. Cho nên chúng nó thấy rằng ông Đào Minh Quân ghê gớm, cho nên gọi ông Đào Minh Quân là Hoa Nam. Ngày xưa không, tôi không có cái ghê gớm gì cả. Chúng tôi chỉ mang một cái tấm lòng ra để giúp nước mà thôi. Nhưng thưa tất cả anh chị em, chúng tôi sẵn sàng đập gãy tất cả những thủ đoạn và âm mưu của bọn Hoa Nam nhé.
Vì ngay chính đầu sỏ của chúng nó, những tên cầm đầu của chúng nó cũng bị chúng tôi đưa ra kiện tại tòa hình sự quốc tế để đòi bồi thường cho nạn nhân và toàn thể người dân Việt Nam món tiền là 36.000 tỷ đô la. Thì Hoa Nam có cái gì để mà mua chuộc chúng tôi? Tất cả cái tài sản của tàu bây giờ có không biết có tới 36.000 tỷ không? Cho nên đừng bao giờ mà dại dột nói là ông Đào Minh Quân làm việc cho Hoa Nam nhé. Chúng tôi làm việc cho toàn dân Việt Nam. Chúng tôi là những người lính chiến đấu cho dân tộc Việt Nam nhé. Đừng nghi ngờ chúng tôi mà nghi ngờ một cách ấu trĩ tội nghiệp như vậy nhé. Hiện nay chúng tôi có nhớ một nhà thơ đã quá cố có để lại cho chúng ta một câu thơ mà chúng tôi luôn luôn nghiền ngẫm, đó là mà một hai lần trước chúng tôi cũng đã thưa chuyện với đồng bào. Câu thơ đó là: vì ấu trĩ thờ ơ ngu tối, vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, cả nước phải quy về một mối, một mối hận thù, một mối tang thương. Chắc tôi không nhắc tên thì quý vị đã biết thi sĩ đó là ai rồi. Đó, đúng, đó là Mục sĩ Nguyễn Chí Thiện, một người đã cùng chúng tôi ký đạo mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh và đã để lại một tập thư rất hay cho hậu thế. Nhưng mà quý vị, nếu không muốn quy về một mối, không muốn hận thù đau thương thì phải học cái chính sách đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tan Việt Nam Cộng Hòa. Vì ngày hôm nay Bắc Cộng và Nam Cộng không có cái phương thức nào, không có kế hoạch nào, không có chiến lược nào có thể đánh đương đầu được với cái chiến lược dài lâu do chúng tôi lãnh đạo, do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa đang song hành cùng với Hoa Kỳ và liên hiệp 27 quốc gia tại Âu Châu, nên bọn Cộng sản đã bị lọt bẫy. Cái ngày sụp bẫy thì chúng tôi sẽ giao lại cho người dân. Muốn chúng tôi sụp bẫy thì người dân Việt Nam chỉ làm một nhiệm vụ đơn giản, đó là phải trưng cầu dân ý đạt được ít nhất là 5 triệu phiếu. Anh chị em có thấy trưng cầu dân ý là một cái sách lược rất khả thi và rất đáng sợ để tiêu diệt hoàn toàn cái chế độ Cộng sản tại Việt Nam mà không cần phải tiến hành bất kỳ một cuộc chiến tranh đổ máu nào cả? Nếu chúng ta lấy một cái kinh nghiệm trước mắt, đó là tại quốc gia Venezuela, anh chị em có thấy là hiện nay dù là Hoa Kỳ và những nước tự do đã ủng hộ cho Quang là trở lại làm tổng thống thay thế cho tên độc tài, nhưng mà vẫn chưa được vì tên Menzel của nước Venezuela vẫn được Nga tàu ủng hộ. Cho nên cuối cùng cái việc tranh chấp tại Venezuela phải trải qua đó là trưng cầu dân ý. Vì chúng tôi đã tiên liệu được việc này sẽ xảy ra. Cũng như là có những người vì ấu trĩ nên nghĩ rằng sẽ có Nam Cộng và Bắc Cộng, và thưa không, rốt cuộc chỉ là trưng cầu dân ý là khi để tam Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ số phiếu đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ thì tự dưng Hiệp định Paris 1973 và Hiệp định Geneva 1954 sẽ tái khởi động. Vì hiện nay Hiệp định nó đang mở ra và chờ chúng ta để có một quyết định sau cùng.
Và quyết định sau cùng đó là phải trưng cầu dân ý, tiến lên tổng tuyển cử toàn quốc. Nếu chúng ta trưng cầu dân ý mà đủ số phiếu đòi hỏi của Hoa Kỳ và Liên Hiệp, các quốc gia, 27 quốc gia tại Âu Châu có thể tượng trưng đó là Liên Hiệp Quốc, thì không có cần gì là phải đi hỏi, nay phải nghe ông này, mốt cái ông tu sĩ kia nghe. Chính chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, vì tất cả những vị tu hành, cái thời giờ đọc kinh kệ đã chiếm hết rồi, còn thời giờ nào để mà biết rõ về tình hình chính trị. Thậm chí có người mà như chúng tôi đề cập hồi nãy, nói rằng chính phủ Mỹ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Hỏi ông ta chính phủ Mỹ là ai vậy? Ông ta quen được cái người nào mà để có thể nói là cái chính phủ Mỹ? Chính chúng tôi đã nhận email hầu như hàng ngày của Tổng thống Donald Trump mà chúng tôi cũng không dám nói đó là chính sách của Hoa Kỳ. Nếu mà chúng tôi chỉ dựa vào những câu nói thì chúng tôi nói rằng hiện nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới chính là đại diện cho toàn thể người Việt chúng ta tại hải ngoại. Cho nên tôi khuyên những vị tu sĩ, nếu mà mình đi tu học đạo thì cái điều đó rất là tốt để giảng lại cho các thế hệ mai sau. Còn như mình muốn tìm hiểu về chính trị thì phải hiểu rằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ trương một cuộc cách mạng tâm trị, trong lúc trình độ của những vị tu sĩ mà không có nhiều thời giờ nghiên cứu chính trị, còn chưa thấu hiểu chính trị, thì làm sao có thể làm được một cuộc cách mạng tâm trị. Do đó tôi khuyên tất cả mọi người nên cẩn thận, nên tự chế mình để chúng ta tránh những cái ân hận về sau nhé. Thật sự anh chị em phải thấy nước Việt Nam chúng ta rất hân hạnh vì đã có một cái sách lược trưng cầu dân ý chuẩn bị sẵn, chuẩn bị sẵn. Đó là ý nghĩa và sức mạnh thật lớn lao của lá phiếu trưng cầu dân ý, để thế giới và quốc tế yêu chuộng nhân quyền, can thiệp mạnh mẽ giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam. Nhờ trưng cầu dân ý mà nhiều nước đã có tự do hạnh phúc thật sự cho dân và cho nước của họ. Dừng ở đây để quý vị phải hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời song hành với nhau lâu lắm rồi đó thưa. Nếu mà những vị tu sĩ nào còn không biết chuyện này thì lần sau đó tới tụ nghĩa đường chúng tôi sẽ dạy cho biết nhé, hoặc là sẽ nói cho quý vị biết những sự thật mà quý vị chưa có biết. Không nên chỉ lên Internet, đọc lên Internet rồi nói phán lung tung. Phán và nói lung tung ảnh hưởng đến quần chúng. Tại vì quý vị phải biết rằng ngay cả những tên Cộng sản Việt Nam, trong cái ngày hôm nay chúng tôi chỉ tiết lộ một điều nhỏ thôi, là ngay cả cái đám Phan Văn Khải, những cái đám con, kể cả Nguyễn Tấn Dũng, đám Lan Anh, thì chúng nó khi đến Việt Nam, cha mẹ chúng nó, xin lỗi, còn chưa biết sử dụng cái bồn cầu tiêu của người Việt miền Nam Việt Nam như thế nào. Cho nên sau khi chúng đã lấy được cái miền Nam, cướp được cái miền Nam của chúng ta, thì Hoa Kỳ phải gửi đến những người để dạy cho chúng nó, không những dạy cho chúng nó học ăn, học nói, mà kể cả học chơi nữa đó thưa quý vị. Quý vị nên hỏi lại những tên đầu sỏ Cộng sản đã từng tới học quần vợt, học tập. Cộng sản là sao chứ đánh quần vợt? Ở trong rừng làm gì có quần vợt mà đánh? Chúng phải học đánh từ đánh gót, đánh quần vợt. Quý vị có biết ai dạy cho chúng nó không? Một phần anh em của chúng tôi đến dạy cho chúng nó, để biến chúng nó từ một con khỉ, từ những đứa sống trong hang, những tên du kích, không biết đường xá Sài Gòn để mà đi nữa, không biết cái đèn đỏ có nghĩa là gì, đèn xanh, đèn đỏ không biết gì cả, mà chúng tôi phải dạy cho chúng nó biết sống một cuộc sống có văn minh nhé. Phải dạy cho chúng nó kể cả việc chơi, đánh golf, đánh tennis,
Cho nên cái sẹt ở tại Sài Gòn là nơi chúng tôi gửi người về để dạy cho con cháu của Cộng sản, kể cả những tên Cộng sản lúc bây giờ chúng nó già quá, cho chúng nó chạy trên sân không có nổi, để dạy tới con cháu. Từ cái đám Lan Anh nha, mà bây giờ nó mua khu Phước Lộc Thọ. Chưa chỉ nói sơ một điều như vậy, đem chị em và những người tu sĩ nào nói rằng hiểu Mỹ, Mỹ muốn ủng hộ cho Nguyễn Tấn Dũng, dạ có ủng hộ để dạy cho chúng nó nên người cái đã nha, chứ không phải ủng hộ để dạy cho chúng nó trở lại cầm quyền đâu, thưa các cái vị nào, sư sãi nào mà ăn nói như vậy nha. Nên cẩn thận, vì chính chúng tôi đã gửi người về để dạy cho Cộng sản biết thế nào là văn minh, chứ không phải dạy cho chúng nó để nắm chính quyền. Không phải để dạy cho nó để nắm chính quyền. Do đó, những người nào yêu nước thì hãy thúc đẩy mạnh mẽ trưng cầu dân ý. Đó là sức mạnh vô song mà thế giới chứng minh điều đó. Nếu không có thông qua trưng cầu dân ý thì không thể giải quyết được cái vấn nạn và pháp nạn tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi mong mỏi tất cả chúng ta, nếu còn có lòng với quê hương dân tộc, hãy tôi luyện thêm ý chí, phấn đấu muôn người như một, phải nhất quyết triệt tiêu chế độ Cộng sản, thì cơ hội tươi sáng, tốt lành, hạnh phúc cho quê hương và người dân mới có thể đạt được, mới có thể thực thi được. Một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng tôi cầu mong tất cả anh chị em phải luôn luôn bình tâm sáng suốt, không nên bị lay chuyển, bị thay đổi hôm này thế này, mai thế kia. Chúng ta biết rằng đã có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đang do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo để sẵn sàng tiêu diệt chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam và đẩy Tàu Cộng về bên kia giới tuyến của chúng nó. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và cá nhân chúng tôi luôn luôn muốn ôm tất cả toàn dân Việt Nam vào vòng tay triều mến thân yêu của mình để cùng chung hưởng thái bình, thịnh trị, tự do và no ấm. Chính cái sự nghi ngờ, cái sự giả tạo của chúng ta hay sự lay chuyển hôm thế này, mai thế kia của chúng ta đã làm chậm đi cái tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Do đó, một lần nữa mong mỏi tất cả các anh chị em phải quyết tâm cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, với sự lãnh đạo của chúng tôi và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật, hồn thiêng sông núi luôn luôn gia hộ chúc lành cho tất cả chúng ta.